Từ từ nha. Gì mà bí mật quá vậy chị? Không được mở mắt đó nha. Tên 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 tên. Của Tâm Anh đó. Nhà của Tâm Anh hả? Ừ. Xin không? Sao chị làm cái này cho em? Thì từ bây giờ á, Tâm Anh không phải nhìn trộm Lam Chi cho nhà búp bê nữa đâu. Ủa em làm gì vậy? Hai người đi ra ngoài chưa? Dám ăn cắp thùng của tôi hả? Ủa cái này đâu phải ăn cắp đâu, cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đi ra chưa hả? Chui ra chưa? Nhà của Tâm Anh, nhà của Lâm Chi thì có được bỏ không, không cho mấy người đâu. Chị ơi, đó là thùng của mình mà. Cậu chơi nhà búp bê với con nha cậu. Bây giờ con sẽ chui vô trong cái thùng này nè. Rồi cậu tới cậu gõ cửa, cậu hỏi là có ai ở nhà không nha. Cũng được. Hỏi là tôi muốn đến thăm Lâm Chi, có Lâm Chi ở nhà không? Rồi hiểu chưa? Nhớ chưa? Bắt đầu nha. Nhớ rồi. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Vậy nha. Cậu ơi, gọi đi cậu. Gọi nhanh đi. Ở trong này lông tốt luôn nha cậu. Cậu ơi. Cậu ơi cậu. Cậu ơi cậu. Ngợp rồi đó cậu. Bắt đầu ngợp rồi đó nha cậu. Cậu ơi ở trong lâu tốt luôn nha cậu. Gọi nhanh đi cậu. Cậu ơi gọi đây. Hay là chị em mình chơi cái này đi. Đó là cái gì vậy chị? Cái miếng này ở trong thùng xốp hồi nãy nè. Nè, nó kêu nghe dư tay ghê ha. Á. Hay là hai chị em mình thi coi ai bóp nhanh hơn nha. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. 1, 2, 3. Cô Tâm Anh bốc nhanh ghê ta. Nhưng mà tôi cũng bốc nhanh hơn cô Tâm Anh nhiều. Ủa tao. Cái này của chị mà. Cái này là chị? Đồ bỏ mà. Hả? Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Mệt ghê. Cái gối hả? Cái gối chết. Em làm cái gì vậy? Làm bé sấp mặt luôn nè. Con bé đúng là ngang ngược mà. Thôi Tâm Anh đừng có buồn nữa nha, để chị tìm trò khác vui hơn cho em nha. Nhưng mà trò gì vậy chị? Anh Hai ơi, anh Hai chơi cái này với em nha. Nè nè, nghe thử nè. Đó, thấy đã tay chưa, thấy không? Ủa sao hôm nay anh em ngọt xớt vậy? Cái thái độ nè đâu? Em sẽ không gọi nè nè với anh Hai nữa, mà sẽ gọi là anh Hai. Anh Hai ơi, chơi cái này với em nha. Khoan,
ăn thôi cũng chưa đủ, phải lễ phép hơn nữa, phải cầu khẩn hơn nữa. Là anh hai ơi, mời anh hai chơi với em nha. Nha, nói. Anh hai ơi, mời anh hai chơi với bé làm chi nha. Nha. Giỏi, lúc nào cũng phải như vậy nghe chưa. Dạ, mình bắt đầu chơi nha anh hai. Ủa anh hai đâu vậy? Tự chơi một mình đi. Nè 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 nè, cái rồi đấy nha. Tự chơi một mình thì em sẽ dễ thắng hơn. Nè nè, thấy không, vui 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 quá trời nè. Vui 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 quá trời luôn. Chị ơi, chị làm cái gì vậy? Chị đang làm đồ chơi mới cho Tâm Anh nè. Xong rồi nè. Tèn tèn. Bây giờ xem lại nha. Xuất sắc thật sự. Bây giờ hai chị em mình chơi cờ cá ngựa nha. Mấy cái đồ đáng ghét nó đang làm gì mà ồ mà quá vậy ta. Chơi cờ cá ngựa với. Không chơi, tôi bận lắm. Ông bận đi. Em chơi cờ cá ngựa với con đi. Bây giờ mà chơi cái gì? Nó học bài đi. Này ông. Nó học bài đi. Ba. Chơi cờ cá ngựa với con ra. Chơi đi. Chơi đi. Trời biết nặng không? Ba của con chỉ là kẻ có IQ 80 thôi, không làm được trò trống gì cả. Ba ngu lắm con ơi. Quan trọng mới ra bên chơi với con. Chôm là được. Chị em tới luôn rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị em tới rồi. Em thắng em về nước hết trơn rồi. Trời ơi, quá
chơi. Chơi giờ này chán mà. Hay là chị vô phòng đi chơi đi. Chơi chờ búp bê nha. À chị ơi, chị thấy hai con búp bê này đẹp không? À đẹp. Mà em mới gọi chị là chị hả? Dạ đúng rồi. Chứ em gọi chị bằng gì? Tại vì bình thường em cứ nói chuyện trống không với chị không à. Với lại còn hay gọi chị là đồ đáng ghét nữa. Hồi trước là vậy nhưng bây giờ khác rồi. Vậy hả? À chị ơi, chị làm bạn nha. Ừ, được mà. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Ừ, là bạn. Vì chị là bạn nên em sẽ cho chị coi cái này. Đây là thứ mà không phải ai muốn biết là biết được đâu nha. Cái gì coi vậy? Chị mở ra coi hả? Răng của em mới nhổ năm ngoái á. Giờ em mọc răng mới rồi. Vậy hả? Chị thấy sao? Thấy sao là làm sao? Có nghĩa nó có đẹp không? Đẹp. Em biết cái chị sẽ nói gì mà. Con chó nằm xuống, nằm yên đó nha chú. Tới rồi, biết tay tao. Ủa, hay là cô bé đầm hồng? Chà. Anh là ai vậy? À, anh hello em đó. Em đi đâu kiếm ai đây? Em kiếm chị My. My hả? Ờ, chị My ở trên lầu á. Mà công nhận nhìn em dễ thương thiệt nha. Tới ai dụng tới anh đồ biến thái. Ủa, cái gì bồ màu quá vậy? Ơ, à, chị My. Ủa, làm chi? Nhà tuy không lớn bằng nhà em nhưng nhìn chung cũng được hết chứ. Nhưng mà sao tự nhiên em qua nhà chị vậy? Mà có chuyện gì hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu chị. Tại vì mua bánh ở gần đây nè. Sẵn tiền em ghé vô. Em muốn mang bánh tới đây để cho hai chị mình vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà tí nữa chị qua nhà em dạy học thì hai chị em mình cũng gặp nhau rồi mà. Ai Trang? Ở đâu có chuyện người ta mua sẵn cho anh ăn vậy? Sao dữ vậy? Công nhận giọng của em khỏe thiệt luôn á. Giọng của em hả chị? Ờ. À, cũng đúng ha. Qua. Em có thể hát lớn hơn được nữa. Chị muốn nghe không? Ờ, không. Chị thấy vậy là quá lớn luôn rồi. Đủ luôn rồi đó. Thôi không sao đâu, chị đừng ngại. Vì chị là bạn thân nên em sẽ cho chị nghe. Quá. Chào hai đứa. Chị ngồi đi chị. Chào chị. Cảm ơn em. Em lấy nước cho chị nha. Ừ. Ủa, ăn mì hả? Dạ. Nếu chị không ngại á, chị có thể ăn chung với em cũng được. Chị không biết ngại là cái gì đâu, mà chị ăn chút xíu thôi. Ăn một tô luôn đi chị. Cảm ơn em. Chị ơi, chị uống nước đi chị. Cảm ơn em. Sao hai người đi chung vậy? Hồi nãy em qua nhà chị đi chơi. Ủa, hai người thân với nhau từ lúc nào vậy? Thân hồi nào anh hỏi chi, đừng như cuộc. Dạ, đút em miếng nha. À. À. Ngon. Dạ, rất là ngon. Chị ơi, hồi chị dạy xong chị qua phòng em chơi nha. Ờ. Ok, okay. Bye bye chị. Bye bye em. Nè, cái đó là chuyện của tao mà. Mình xin lỗi. Tại mình thấy nó ở dưới đất. Không có nên... tại gì hết trơn á. Mày chết với tao. Mày xin lỗi mày. Mày xin lỗi. Chị ơi, chị thích ăn hạnh nhân không? Ừ, cũng thích. Chị chờ em xíu nha. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Giòn ngon ghê luôn á. Nhưng mà Lam Chi ơi, tới giờ chị phải về đó. Về nha. Ờ khoan, chị chờ em xíu đi. Ờ, chị ăn thêm một viên hạnh nhân nữa được không? Tại vì em cũng muốn ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Ờ, nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, hạnh nhân em không thích ăn. Sao mới dơ quá vậy? Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới là chị ăn không à. Em nghĩ sao mà em đổ vô miệng em nhai nước miếng
Tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đi, cái đồ đáng ghét. Chị biết là không không tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Chị bị loại khỏi danh sách. Này có đồ đáng ghét, sao chưa chịu về nữa? Ôi sao tự nhiên vô đây chi vậy? Đi ra đi. Bè, tự ra mà đóng cửa đi. Ôi, dạ nè, nhỏ kìa. Tôi đi vừa nhắm mắt, cho nên tôi không thấy gì hết á. Không thấy gì thiệt không? Thiệt. Vậy đóng cửa lại giùm tôi. Rồi đó, tôi đóng rồi nha. Sau khi trở thành đồ đáng ghét của Lam Chi, tôi thực sự bị nó khủng bố đúng y như Quang đã nói trước đây. Đồ đáng ghét. Là Quang đã chỉ cho tôi hai cách để thoát khỏi những trò khủng bố của Lam Chi. Thứ nhất, không nên mặc áo có màu sắc sặc sỡ, mang tính kích động. Làm vậy sẽ tránh được sự quan tâm của Lam Chi. Nè rồi đáng ghét, đi đâu đó? Cần chị muốn nói. Em chào chị My. Nhỏ kia, mày cầm đồ của tao hả? Thứ hai, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt của Lam Chi. Vì nếu nhìn thẳng vào mắt nó, mình sẽ không nhúc nhích được và sẽ trở thành mục tiêu của nó. Nè, có đồ đáng ghét. Có đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Nhìn đâu vậy? Nhìn tôi nè. Đây nè. Mắt ở đây nè. Nếu như bị nó làm phân tâm thì nên đảo mắt hình số 8 để tránh mắt của nó. Đây nè, trời ơi, tôi đây nè. Đâu vậy? Vô vậy chân. Ủa, em chào chị. Ủa, Quang. Quang ơi, dạ. Gặp em ở đây may quá. Chị có chuyện này, hỏi em chút được không? Chuyện gì vậy chị? Ngày xưa em đã từng thân với Lam Chi lắm đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà sao em trở thành kẻ đáng ghét của nó vậy? À, chuyện đó thì... Sao ông cũng mới về? Vui bạn. Đây là bạn của con. Ủa, ai đây con? Tên là Kỳ Quang. Yeah. Dạ con chào ông. Chào em. Em chào anh. Em của mình á. Anh ơi, răng của em nè. Wow. Vậy tại sao em lại trở thành đồ đáng ghét? Anh ơi, anh ăn xoài đi. Ăn càng cay càng ngon. Cảm ơn em nha. Anh không ăn cay đâu. Ồ, vậy hả? Ủa mà anh đi sao vậy? Tại vì đang bị đau dạ dày, anh nghĩ lúc này không thích hợp để ăn cay đâu. Vậy em, vậy anh đợi em xíu nha. Cay quá. Anh ăn em. Em mới làm cái gì vậy? Chỉ cần dính miếng. Ngăn ăn đi. Anh nghĩ là món này nó không đạt chuẩn vệ sinh đâu. Anh nghĩ là anh không ăn đâu. Cảm ơn em nha.